Kế đến, chúng ta sẽ nói về phần bè, harmony, doubling và các effect của phần micro. Các bạn nhấn menu, các bạn nhấn voice reset và nó ra màn hình như thế này. Harmony là phần bè. Doubling là thêm một tiếng thứ hai song song với tiếng của chúng ta. Phần filter là nó sẽ giới hạn tần số của tiếng tiếng ca, và modulation là tiếng những cái effect khác ngoài reverb và delay. Bây giờ modulation trước, các bạn on lên. Ôi, các bạn thấy nó wow wow phanger không? Đó. Rồi các bạn thấy chorus à, chẳng hạn. Rồi mono chorus. Đó. Ở trong này nó có nhiều cái effect khác nhau. Kính thưa quý vị. Chẳng hạn như ai liền. Tôi là Michael. Tôi đến từ sao hỏa. Ví dụ là dưới nước chẳng hạn. Đó là các effect khác nhau. Các bạn cứ tùy theo các effect đó. Các bạn muốn nó effect nào thì các bạn cứ theo cái đó. À, panner thì chạy qua chạy lại. À, flanger. Đây là các effect của PA 4X và 3X. À, sau khi các bạn chỉnh, đều các bạn thấy là chỉnh các thông số ở đây. À, rồi chúng ta tạm thời off đi. Kế đến chúng ta có filter. Nếu các bạn on lên thì nó có những loại filter sau đây. Thứ nhất là low cut, là nó sẽ cắt bass. Các bạn thấy ở đây nó sẽ cắt tần số từ 200 Hz. Và nó cứ cắt lên dần. Đó. À, để xuống đây này. Cắt tiếng lead chẳng hạn. Cắt tiếng bè. Cắt phần voice. À, bây giờ chúng ta có thể the voice chẳng hạn. Đó. Rồi chúng ta có phần bandpass. Là nó chỉ ngay ở giữa thôi. Tần số nó sẽ cắt đầu và cắt cuối. Và nó sẽ chọn cái tần số ở đâu. À, chẳng hạn như ở đây thì chúng ta sẽ có cái tần số cỡ chừng khoảng 1 ký ở đây. Đó. Thì nó chỉ chọn đúng 1 ký ở đây thôi. Và hai cách là nó cắt cái phần cao. Ở đây thì nó cắt từ 800 độ lên là sẽ bị cắt hết. À, các bạn nâng lên nè. Nó bớt cắt nè. À, và đưa xuống đây nè. Cắt. Đó. Ngoại trừ dùng các bạn dùng những effect đặc biệt thì các bạn ít khi nào dùng đến cái phần này. Kế đến chúng ta có hard tune. À, cái này thì khi các bạn dùng cái hard tune này đó, thì nó sẽ ra những cái effect và đồng thời nó sẽ làm nó, các bạn thấy ở đây tiếng nấc, các bạn thấy có một cái như vậy, các bạn thấy bình thường nè, hey 1 2 4 5 6 rồi hard tune lên nè. Các bạn sẽ thấy một cái giọng, các bạn sẽ nghe thấy một cái giọng song song với cái giọng của tôi đang nói. Thì cái hát tune này dùng để cho chỉnh tông cho nó đúng theo cái nốt nốt nhạc hay là scale của cái gam của chúng ta. Rồi hoặc là một số effect khác, chẳng hạn như octave, chẳng hạn là tiếng đưa lên một octave. Octave low là tiếng đưa xuống một octave. Đây. Hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, ôi, I just go, I just go. À, những effect khác nhau. À, các bạn sẽ dùng ở đây. À, octave thì nó cái này, đó. Các bạn dùng theo cái nốt. Hey, hey,
chị tôi nói một cái lên thì nó sẽ khó mà chặt tông được, luôn luôn là nó giữ cho chúng ta đúng tông, đương nhiên với cái giọng thứ hai chứ không phải cái giọng đầu tiên của chúng ta, đó là phần hát tune đó. Kế nữa là chúng ta có doubling. Doubling là sẽ có một cái dạng cái tiếng nói song song với chúng ta, chẳng hạn bây giờ ta tắt đi nhá. Hey. Rồi, chúng ta có giọng thai. Hey. À, các giọng khác nhau. Đó. Hey. Bè, các bạn có thể để natural này. Hey. Hi. Đó là phần doubling.